xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Cảm ơn mọi người đã trở lại với kênh của Ni. Hôm nay Ni xin phép chia sẻ với cả nhà một món ăn cho ngày lễ cuối năm hay là trong buổi tiệc Giáng sinh cho gia đình. Món ba rọi cuốn đúc lò. Món ba rọi nướng đúc lò, lớp da ngoài vàng rộm, thơm phức và bên trong lại mềm và có một chút nếp làm trong cái phần nhân và phần topping dẻo dẻo, rất là ngon luôn. Nhìn sang trọng theo phong cách Tây phương nhưng thật ra đó là hương vị Việt. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị một ít nguyên liệu cho cái phần nhân trước nhé. Để tiết kiệm thời gian cho mọi người thì Ni đã nấu sẵn một ít cơm nếp với nước súp gà và cũng đã cho vào một ít hành phi. Cơm nếp này thì Ni nấu chỉ chín 80% thôi, mình nấu khô khô, không cần phải nấu quá chín nhé. Và kế đây là một ít hành tím và tỏi Ni đã băm rồi, để một chút mình xào sơ cái phần lạp xưởng trước khi mình trộn vào nhân nhé. Và đây là một ít hành lá và một ít bắp Mỹ. Bắp này thì Ni sử dụng trong cái phần bắp lon, các bạn có bắp tươi thì cũng được, càng ngon hơn ha. Và một cái trứng gà. Trứng gà để làm một chất kích chính trong cái phần nhân của mình. Và một ít lá cần tây Ni đã băm nhỏ rồi. Và một cây lạp xưởng mai quế lộ Ni cũng cắt ra luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi xào cái phần nhân, tức là cái phần topping cho cái cuốn ba rọi của mình nha. Ni cho vào 2 thìa canh dầu và một ít tỏi vào xào phi thơm trước, cho ráo ráo mặt rồi mình cho cái phần hành tím vào, mình xào thơm lên. Kế đến Ni sẽ xào cái phần lạp xưởng này, mình không cần xào quá chín và Ni cũng sẽ không có nêm trong cái lúc xào này, để một hồi mình trộn vào cái phần nhân thì mình chỉ nêm vào một ít nước tương thôi nhé. Ni cho hết cái phần nhân mới vừa xào vào cái thau có sẵn một chén cơm nếp mà Ni đã nấu chín 80% cùng với một ít hành phi. Rồi lần lượt cho hết những cái phần gia vị mình chuẩn bị sẵn, bắp, hành lá, một ít lá cần tàu hay là lá cần tây đều được, cho nó thơm thơm ha. Rồi một cái trứng gà vào luôn, mình trộn sơ sơ, rồi mình mới nêm vào một ít gia vị. Các bạn lưu ý dùm khi mình làm cái phần nhân cho cái thịt cuộn này thì mình nên bỏ cái phần rau củ vào ít hơn là cái phần cơm nếp. Như vậy khi mình nướng xong mình cắt ra thì cái phần lát thịt của mình nó sẽ được nguyên lát, nó không bị rời rạc ra mấy phần rau củ này ha. Đi không nêm quá nhiều trong cái phần nhân này, chỉ một ít nước tương tầm một thìa canh và một xíu tiêu là đủ, bởi vì khi nấu cái phần cơm nếp với nước súp gà, trong phần súp gà thì cũng có nêm một xíu rồi, và trong cái phần thịt ba chỉ thì mình cũng sẽ nêm nữa, cho nên mình không cần phải quá đậm đà trong cái phần nhân. Thịt ba chỉ Ni mua hôm nay là tầm khoảng hơn 5 phao, tức là trên 2kg một xíu. Mình lựa miếng thịt cho nó ngay ngắn, khoảng hình chữ nhật hoặc là hình vuông đều được. Và bề dày của miếng thịt cỡ như vậy, cỡ là hơn 2cm, 2,5cm rưỡi tới 3cm là được. Và cái phần da mình nên cạo thật là sạch và làm sạch lông nếu như nó còn sót lại nhé. Và mình nên cắt làm sao cho miếng thịt, cái bề dày của miếng thịt nó được đều. Nếu mà mình mua về từ ngoài chợ mà nó bên cao bên thấp thì mình nên cắt lại cho nó ngay, để cho khi mình cuốn nó được đẹp, cái cuộn mình nó đều ha. Và mình hãy thử trước cái bề nào mình thích cho nó đẹp theo cái cuộn thịt mình mong muốn thì mình sẽ cắt cái phần lớp da theo bề đó, giống như cái miếng thịt này đi sẽ cuộn là như vậy. Và mình cắt theo cái hình vòng tròn theo cái chiều đó nha. Bây giờ trước khi Ni cắt và để cho các bạn xem á, thì Ni sẽ làm cái phần muối để ướp ngoài cái da và bên trong cái lớp thịt ba chỉ này trước, rồi bắt đầu mình sẽ cắt sau nhé. Ni cho hết vào đây những gia vị, muối và một ít bột bắp. Bột bắp này công dụng để làm cho cái thịt mình nó không có ra nước, nó hút cái phần nước đó, và làm cho cái thịt mình giòn nữa. Và một ít bột ngũ vị hương, một ít tiêu,
một ít bột tỏi và một ít bột ngọt nữa. Cái phần ướp này thì Ni sẽ dùng tới khoảng là 1/2 thìa bột ngọt. Bởi vì nếu không có bột ngọt thì nó sẽ mặn lắm ha, bởi vì mình dùng cái phần muối hơi nhiều trong cái phần ướp thịt này. Trộn đều lên rồi mình để qua một bên. Bây giờ Ni sẽ đi cắt thịt nha. Và cái cuốn thịt của Ni nó như vậy, Ni chọn về này để cột lại thành một cái rô. Thì Ni sẽ cắt theo cái vòng tròn này ha. Và mình khi mà mình cắt á, thì mình sẽ cắt một miếng mỏng theo ý thích của gia đình. Ở đây thì Ni cắt mỗi lát thịt nó dày cỡ là 1cm hoặc là 1,5cm là được. Cái miếng thịt Ni mua nó hơi dài đó, nó hình chữ nhật. Hồi nãy thì Ni cắt cao hết một đường rồi, một miếng chừa lại để một hồi khi mình làm nhân á, Ni cho vào chính giữa. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt đây. Khi mình cắt thì các bạn cần một cây thước và một cái dao làm sao cho bén, thật là bén. Và mình cắt một đường dứt khoát như vậy nè. Các bạn thấy mỗi đường Ni cắt đó là khoảng là 1cm. Mình cắt không quá sâu nhé, cắt khở là hơn cái lớp mỡ kế, cái lớp da một xíu là được, là như vậy nè. Chiều sâu từ ở trên lớp da xuống cái lớp mỡ đầu tiên á, là như vậy là được. Mình cắt sâu quá thì mình khi mình rô lại mình nướng á, thì cái miếng thịt mình nó bị hở ra rất là nhiều, nhìn nó không đẹp ha. Bây giờ thì mình đi đã cắt xong rồi, đi lật lại cái bề thịt ở bên trong này. Một lần nữa trước khi Ni cho cái gia vị mình lên ướp thì Ni sẽ thấm cho sạch và cho khô. Rồi Ni sẽ cho cái hỗn hợp mình mới vừa pha đó cho vào đây một nửa. Và bọc nước chừa lại để một hồi mình cho vào cái lớp bên ngoài của da nha. Rồi Ni cho hết cái phần nhân đã chuẩn bị lên đây ha. Mình sẽ dàn mỏng ra theo cái bề bản của miếng thịt này nè. Lưu ý là mình không nên làm cái phần nhân này nó quá nhiều, là quá dày trong cái phần chính giữa này đó. Khi mình rô lại rất là khó, mình nướng lâu, đó là một thứ nhất. Thứ hai là khi mình cột rất là khó và cái rô thịt mình nó sẽ không đều, nhìn nó không đẹp. Khi mình nướng nó bị phù, chỗ to và chỗ nhỏ nó không đẹp mắt ha. Mình làm là mỏng một lớp này là được. Đây là cái miếng thịt hồi nãy Ni nói đó, Ni cắt ra một miếng đó. Ni đã cho ướp vào một ít muối tiêu thôi. Và Ni đã bỏ lớp da ra rồi nè. Ni không có lấy lớp da trong cái phần mà miếng thịt ở chính giữa này nha. Mình cho vào chính giữa theo cái chiều nào mà mình rô cái cuộn thịt lại đó. Như vậy, nếu các bạn không có thích cái thịt ba chỉ ở chính giữa này, mình có thể không cho, hoặc là mình có thể cho lạp xưởng cũng được nữa, cũng rất ngon lắm nha. Đây là một ít dây nè, dây chỉ để mình dùng cho những cái đồ nướng nó không có cháy ha. Ni sẽ dùng cột lại. Các bạn rô cho thật là chặt nhé. Nếu mình có người nhà đó cần giúp trong cái phần này thì càng tốt. Nhưng bây giờ ở đây thì Ni ở nhà có một mình nè, Ni làm một mình, làm cũng hơi khó. Phải hơn 10 phút luôn á, Ni mới cột xong cái rô thịt này. Ni cột hai cái đầu thịt trước rồi mới từ từ cột cái phần trong lại. Và mình cột mình nhớ ghì cái sợi dây cho chặt, để khi mình nướng xong mình cắt cái lát thịt ra thì cái phần nhân mình được nó dính chặt lại với nhau. Lau khô thật là khô, lau từng cái kẽ thịt mà mình cắt trên da nè. Bởi vì khi mình cắt nó cũng đã ướt một chút xíu, thịt nó tươm nước ra ha, tươm mỡ ra. Bây giờ thì Ni sẽ cho cái phần gia vị mình chuẩn bị lên đây. Mình ướp, rồi sau đó mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình để ít nhất là 4 giờ hoặc là qua đêm trước khi mình mang đi nướng, để ráo thật là ráo, cái da thịt bên ngoài nó khô. Như vậy thì mình nướng da mình mới được giòn. Trong cái phần muối ướp này mình có cho một ít bột bắp nè. Cái bột bắp công dụng nó sẽ hút nước và làm cho cái lớp da này nó giòn nữa. Mình sẽ yên tâm. Bây giờ sau một đêm á, Ni để cho nó thấm và nó cái da nó đã khô rồi nè. Mình sẽ bắt đầu đi nướng nha. Nhưng mà trước khi mình nướng để yên tâm á, thì mình sẽ lấy giấy mình lau bớt cái phần nước nếu có ở trong những cái kẽ thịt và cho ra bớt những cái muối mà đã đóng khô lại như vậy nè. Mình để hơi nhiều, mà để như vậy mình nướng luôn thì nó sẽ khá là mặn. Ni sẽ quét nó xuống bớt nha trước khi mình cho vào lò.
Và Ni muốn chia sẻ với các bạn một cái bí quyết để mình nướng cái thịt ba chỉ này ngon và đẹp. Đó là mình cho thịt vào lò và mới mở nhiệt độ lên. Mình không cần phải mở lò trước đó như những cách nướng thịt khác nhé. Bởi vì thịt mình mới lấy trong tủ lạnh ra, và nếu mình cho vào cái lò đã mở sẵn thì nhiệt độ nó thay đổi đột ngột. Nhiệt độ đang nóng trong lò sẽ làm những đường cắt trên cái rô thịt này nở to ra, và như thế nhìn không có đẹp mắt ha. Bây giờ Ni để ở đây 40 phút đầu tiên với nhiệt độ 400 độ F, sau đó Ni hạ xuống 350 và tiếp tục nướng thêm 1 giờ 30 phút. Các bạn lưu ý để ý dùm tùy theo cái độ nóng của mỗi lò khác nhau và cái rô thịt mình lớn hay nhỏ nhé. Wow, nhìn ngon chứ nè các bạn. Đi để thêm 10 phút nữa đó, tức là 1 tiếng 40 phút. Cái da nó vàng đều luôn nè, giòn ơi là giòn mà thơm luôn á. Nhìn đẹp theo phong cách phương Tây ha, nhưng mà thật ra nó là hương vị Việt Nam, mình ướp theo kiểu Việt Nam. Bên trong đi cắt nè, ngon chưa? Nếu mà các bạn cho vào ở chính giữa lạp xưởng thì sẽ đẹp hơn, nó có màu đỏ ha. Nó sẽ đẹp hơn cái này luôn á. Bây giờ thì Ni xin nói lời tạm biệt với các bạn ở đây ha. Ni chúc cho các bạn thành công với món ngon ba chỉ cuộn đúc lò. Ni xin chúc cô chú anh chị em có một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt.